Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh. Hôm nay, tôi vô cùng vui mừng được giới thiệu với bạn chiếc xe chạy bằng pin toàn cầu đầu tiên của Jeep, Jeep Wagoneer S2025 hoàn toàn mới. Đây không chỉ là một chiếc SUV bình thường, nó là một kiệt tác của sự sang trọng, khéo léo và công nghệ tiên tiến. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì khiến chiếc xe này trở nên đặc biệt đến vậy. Đầu tiên, hãy nói về giá cả. Phiên bản ra mắt của Wagoneer S có giá 72.000 đô la Mỹ. Đối với một chiếc xe có nhiều sức mạnh và sự sang trọng như vậy thì đó là một ưu đãi khá hấp dẫn. Nói về sức mạnh, Wagoneer S là một con quái vật tuyệt đối trên đường. Nó đi kèm với động cơ công suất khổng lồ 600 mã lực có thể giúp bạn tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 3,4 giây. Đúng vậy, một chiếc SUV tăng tốc như một chiếc xe thể thao. Và với bộ pin 100 kWh, bạn sẽ có được quãng đường di chuyển ấn tượng khoảng 300 dặm cho một lần sạc. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào thiết kế. Wagoneer S tự hào có kiểu dáng đẹp, khí động học với hệ số cản chỉ 0,29, khiến nó không chỉ phong cách mà còn cực kỳ hiệu quả. Ngoại thất tinh tế và trang nhã, cân bằng hoàn hảo, nét chắc chắn mà bạn mong đợi từ Jeep với vẻ ngoài hiện đại, tinh tế. Bên trong, Wagoneer S hướng đến sự sang trọng và công nghệ. Bạn được chào đón với tổng không gian màn hình khổng lồ 45 inch, cung cấp tất cả thông tin và giải trí bạn cần ngay trong tầm tay. Nội thất là sự kết hợp giữa công nghệ cao và tiện nghi, với các vật liệu cao cấp giúp mọi hành trình trở nên thú vị. Một trong những tính năng nổi bật là hệ thống âm thanh 19 loa, đi kèm loa siêu trầm 12 inch. Cho dù bạn là người đam mê âm nhạc hay chỉ thích trải nghiệm âm thanh tốt thì thiết lập này được thiết kế để gây ấn tượng. Và đối với những người yêu thích duy trì kết nối, Wagoneer S sẽ cung cấp cho bạn hệ thống thông tin giải trí tiên tiến và các tùy chọn kết nối liền mạch. Chúng ta chi tiết hơn với từng điểm sau. Ngay khi bước vào Wagoneer S, bạn sẽ được chào đón bởi một cabin kết hợp giữa sự rộng rãi và tinh tế. Chỗ ngồi, ghế sang trọng, tiện dụng được bọc bằng vật liệu chất lượng cao. Chỗ ngồi được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa trên những chuyến đi dài cũng như những chuyến chạy hiệu suất cao. Chất liệu, da cao cấp, các điểm nhấn bằng gỗ mềm vững và chi tiết trang trí bằng nhôm bóng được sử dụng xuyên suốt, tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng hiện đại. Màn hình, tổng diện tích màn hình là 45 inch. Bảng điều khiển có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí trung tâm 12,1 inch và màn hình tương tác hành khách 10,25 inch. Những màn hình này được tích hợp liền mạch và cung cấp khả năng truy cập trực quan vào tất cả các chức năng của xe. Thông tin giải trí, màn hình trung tâm 12,1 inch chạy phiên bản Uconnect mới nhất, cung cấp đồ họa sắc nét và thời gian phản hồi nhanh. Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa được tích hợp sẵn. Hệ thống âm thanh cao cấp 19 loa với loa siêu trầm 12 inch mang đến âm thanh trong trẻo, khiến mỗi chuyến lái xe trở thành trải nghiệm giống như một buổi hòa nhạc. Jeep đã đảm bảo rằng mọi khía cạnh trong nội thất của Wagoneer S đều được thiết kế mang lại sự thoải mái và tiện lợi. Kiểm soát khí hậu, hệ thống kiểm soát khí hậu tự động đa vùng với tính năng lọc không khí giúp môi trường trong cabin trở nên hoàn hảo cho tất cả hành khách. Lưu trữ, nhiều không gian lưu trữ, bao gồm bảng điều khiển trung tâm lớn, các ngăn dưới sàn và túi cửa. Ánh sáng xung quanh với màu sắc có thể tùy chỉnh sẽ mang lại cảm giác sang trọng và giúp tạo nên tâm trạng. Các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái là hàng đầu trên Wagoneer S. Super Cruise, công nghệ lái xe rảnh tay cho đường cao tốc tương thích, giúp việc di chuyển đường dài bớt mệt mỏi hơn. Các tính năng an toàn nâng cao, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống camera 360 độ mang đến sự an tâm. Jeep cam kết phát triển bền vững và điều này được thể hiện qua thiết kế nội thất của Wagoneer S. Vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng các vật liệu bền vững như nhựa tái chế và vải thân thiện với môi trường. Hiệu quả, hệ thống HVAC và các thiết bị điện tử khác được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, bổ sung cho hệ thống chuyển động hoàn toàn bằng điện của xe.
Nội thất của Jeep Wagoneer S 2025 là minh chứng cho cam kết của Jeep về sự sang trọng, đổi mới và bền vững. Từ công nghệ tiên tiến và vật liệu sang trọng đến thiết kế rộng rãi và các tính năng thân thiện với môi trường, Wagoneer S đặt ra tiêu chuẩn mới trên thị trường SUV chạy điện. Nếu bạn cũng hào hứng với Wagoneer S như chúng tôi, hãy đảm bảo đặt trước ngay bây giờ và trải nghiệm tương lai của những chiếc SUV hạng sang. Đừng quên thích video này, đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để biết thêm thông tin cập nhật và đánh giá. Cảm ơn đã xem và hẹn gặp lại lần sau. Chúng ta đừng quên về hiệu suất. Wagoneer S được thiết kế để linh hoạt, cho dù bạn đang di chuyển trên đường phố hay đi trên những địa hình gồ ghề. Nó được xây dựng để xử lý tất cả một cách duyên dáng và sức mạnh. Những chuyến giao hàng đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2024 và tôi rất nóng lòng được nhìn thấy những chiếc này trên đường. Jeep cũng đang có kế hoạch tung ra thêm phiên bản của Wagoneer S nên sẽ có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với những nhu cầu và sở thích khác nhau. Tóm lại, Jeep Wagoneer S 2025 đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho xe SUV chạy điện. Nó kết hợp sự sang trọng, hiệu suất và công nghệ tiên tiến theo cách mà chỉ Jeep mới có thể làm được. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe điện mới, đây chắc chắn là một chiếc xe bạn nên để mắt tới.